chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện cái thử thách là lái xe đang hỗ trợ anh em bốc vác lên hàng cho xe của tôi. Các bạn theo dõi nhé. Thank you.
các bạn lái cái xe lăn này thực sự ra mà nói thì nó không khó, nhưng mà thực tế là nó rất là bụi, ở trong kho hàng rất là bụi. Giờ bốc hàng mà thiếu người lái xe lăn thì tôi lái giúp họ để cho công việc nó trôi chảy thôi. Chứ còn việc của tôi thì giờ này đúng ra đang ngồi trên văn phòng uống nước nó khét rồi. Chứ mà tôi là thiếu người, tôi xuống tôi giúp họ một lát. Ra mà nói là kho rất là bụi các bạn. Làm cái này nó vất vả lắm. Các bạn mà có dịp về chỗ tôi chơi thì bạn nào muốn thử lái cảm giác lái xe lăn thì tôi sẽ sắp xếp cho các bạn lái thử một bữa. Tôi đã lần rửa xe hàng rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé. Tôi video này tôi chỉ làm vậy thôi. Cái thử thách của tôi không, vấn đề là không phải là cái tay lái, vấn đề là chịu được cái bụi và tiếng ồn ở trong xưởng. Thực sự là rất khó chịu các bạn.